sao sao hai hàng trong mắt cái đỏ mõm à. Ra đi, bố mày ra cái mày đưa tôi mình đi. Sao? Sao con? Chiến đấu nào à Max? Chiến đấu cái trường hỏi họ thế này. Không, mình không quay thì nó giật đấy, nó giật này, nó giật này. Đấy, nó giật. Nó kéo co ấy Quỳnh. Quỳnh tuần dây rồi. Quỳnh ngã. Thế chịu chết. Khỏe lắm. Đây là cuộc chiến giữa Quỳnh và Mắc Đinh Phùng. Hai thằng tranh nhau một cái dây. Đấy. Được rồi. Đầu sân hai thằng đang tranh nhau một cái dây dây dày. Đấy. Hai thằng tranh nhau cái dây dày. Sao rồi? Giật. Giật. Giật đi. Giật đi, giật đi. Giật đi. Mắc Đinh Phùng và Quỳnh đang không biết thằng nào là người thắng cuộc. Ấy à, ấy à, ấy à, ấy à. Đấy, nó giật đấy. Đấy, đấy. Đấy à. Xem nào, xem nào. Đâu 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 anh. Ui ui, con chăn, con chăn. Chăn con. Đây đây mọi người. Chăn con. Đặt. Ui con nhỏ. Con nhỏ. Con nhỏ. Con nhỏ. Đây vào đây rồi. Ui mồm nó há ra kìa. Đây đây. Ui. Đấy, chăn con. Bơi từ bên hồ bên kia sang vừa. Đâu bơi à? Mồm nó há ra này. Ui, mồm nó há hốc lên. Cẩn thận đây. Đây là chăn con mới nở đây đại. Bên kia có đàn rồi. Đây là mồm. Đây, mọi người nhìn này. Mình với đại đang đi thì phát hiện con chăn này nó bơi qua hồ sang bên này. Mọi người nhìn này. Ui dồi ôi. Ủa đại, lấy cái cây cái gì nó bơi mẹ mất rồi. Đây mọi người nhìn này. Ui nhanh, nó trôi ra kia, nó bơi đi luôn. Đây kia, ông kia cho cây kìa. Con chăn con. Khéo khéo các bạn nhé. Ui giời, nó đập. Ôi giời, kinh trời. Ui giời, này mọi người nhìn này. Bé bé thôi. Ui nó phi luôn. Nhưng mà quên đi. Ui giời, nó lặn, cẩn thận, nó lặn. Bơi. Ui. Đấy. Ui vợ. Lần nhảy con này nó đớp ngay. Ừ. Đớp luôn đi, quay nó đớp luôn đi. Ui giời. Ui. Con này. Ui nó gặp một phát. Và đúng mặt cái ấy luôn. Kinh nhỉ. Mẹ con rút ra cái. Nó bơi qua ao mà. Ui giời. Con này. Nó đớp phát lại dính rồi. Mẹ con này thì tí mà đớp kinh thần. Ui, đây, cho nổ, ui đây, cho nổ. Ui, nhìn kìa. Này, mọi người nhìn này. Quá dữ luôn. Ui, nó dướn này, nó đớp chứ. Dướn này này.
Úi giời. Mẹ mày. À, đấy. Lúc này nước vào cam này là tao lại vỗ phát. Kinh nhiệt mình bơi thì tao sẽ hổ trâu. Ây da. Mẹ sư mày. Úi giời, mọi người thấy chưa, kinh chưa. Tí tí mà nó cắn. Cầm quăng lên trên kia kia. Ê, đấy, gãy răng. À, mẹ nó bơi từ bên kia sang nhá. Mập nhỉ. Béo lúc. Mập thế nhỉ. Vất lên cái đứng. Vất. Đây đây đi hàng này. Đớp ghê luôn. Này nó bơi ở hồ, vào hồ bên kia, sang vào hồ bên kia nó ngớ là ngon đấy. Không bé đâu. Bé gì con này nữa. Đôi ba cân đấy. Đây để tôi lên trên đấy ông nhé. Tung lên, tung lên. Đấy, ông này đi bắt rắn rồi. Cầm đuôi. Nó cắn. Con này nó cắn lắm mà ông ạ. Hai anh em đang trên đường đi làm gặp ngay chăn bơi qua hồ nhà mình mọi người ạ. Này, cầm ấy. Ui dạ ông, nó dính nó mổ này. Nó dính nó mổ này. Con này nó mổ liên tục, nó giữ thôi rồi. Con này giữ lắm. Ui nó mổ phát vào cam, nghe nó tét mũi. Tắt mồm luôn. Ở bơi 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 bên kia sang được nhỉ? Ở bên đấy có ổ đó. Hay cái ổ ngày xưa nhà Tiến Sô ạ. Cái ổ mà trước là ở cái bãi lạc dại ấy. Đấy có ổ đó. 100% là bên đấy là có ổ. Úi giời. Loại này nó đẻ, không phải là ít đâu đấy. Nó đẻ loại này nó đẻ 100 trứng. Úi. 100 trứng được một lứa. Thế mà nó đã to bằng này rồi. To này nó phải lở từ đầu mùa rồi. Nó to như thế này rồi. Như tự như cái màn lên rồi. Ấy. Nó nhìn luôn. Bớt luôn đấy. Ấy. Nó cắn vào tay ngay đấy. Ấy. Rách tay rồi. Cho nó húng nha. Ấy. Ấy. Béo mất mồm. Ấy. Kìa quặn tròn vo à. Ấy à. Béo búng chết mẹ đấy rồi. Nó rất là hung dữ ấy, mọi người nhé. Tông ngôn mày. Đấy. Quá dữ bé bé thì mà dữ kinh. Dám bơi qua hồ à, xem bên này à. Kiểu như kiểu bên kia cũng có. Thế nơi bơi từ bên kia bơi sang. Mày nhìn cứ tưởng hồ trâu. Nó ra là một em chăn như này. Thế là ngon, ngon, ngon rồi. Tầm này đi một mình rồi chứ. Con này lở ra phát là con nào đi đường con đấy mà. Úi giời. Cho nó ngủ luôn. Bé bé mà cũng có vỏ đây chứ. Lớn gì. Úi à. Há là liên tục. Dữ, quá dữ luôn. Ấy. Mẹ mày ngang hổ ngựa ấy nhỉ. Đớp liên tục, kinh thật. Nó cứ thu đầu vào cái. Con này là lớn lên là có hồ. Ê mọi người nhá, anh em mình đang trên đường đi làm rồi phát hiện ra con chăn con này bơi qua hồ. Bơi qua hồ này vừa bên kia chắc quýt rồi. Chắc là kiểu gì phải sang để kiếm cái đàn chăn nó nhỡ nhỡ như này. Nó ngớ là săn được cả chăn bố mẹ. Video này mình sẽ kết thúc ở đây nhá mọi người nhá. Mọi người xem video thì nhớ làm đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team sáu bản từ vùng cao nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin mời. Ôi giời.